Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Mang chương trình Xuân chia sẻ Tết yêu thương đến với trẻ em mồ côi vì Covid-19. Công an tỉnh sẽ tập trung xử lý vi phạm giao thông tại các nút giao lớn trên quốc lộ. Khoảng 500 học sinh sinh viên tham gia ngày hội việc làm Sona Desi College 2024. Phóng sự về Biên Hòa thưởng thức bánh xèo chợ kỷ niệm. Sáng 15 tháng 1 tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dự lễ khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội và sẽ bế mạc vào sáng 18 tháng 1. Ngày 17 tháng 1, Quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung quan trọng gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn. Và thứ tư là việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Sáng 14 tháng 1 tại nhà thiếu nhi tỉnh, Hội đồng đội Trung ương tỉnh Đoàn Đồng Nai và các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân sẻ chia Tết yêu thương năm 2024, gặp mặt các em thiếu nhi đang nhận bảo trợ của chương trình cùng lớp Cool nối vòng tay thương. Theo anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, 3 năm qua, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã cùng với các đơn vị đồng hành thực hiện chương trình cùng lớp Cool nối vòng tay thương, chăm lo bảo trợ dài hạn cho 816 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19. Trong đó, Đồng Nai có 45 em hiện đang nhận gói bảo trợ này, trị giá 2 triệu đồng một em mỗi tháng từ tháng 10/2021 cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Dịp này, Hội đồng đội Trung ương và các đơn vị đồng hành cũng đã trao bảng tượng trưng kinh phí bảo trợ cho các em năm 2024, trao quà Tết, tổ chức bữa cơm ngày Tết cho các em thiếu nhi đang nhận bảo trợ tham gia chương trình Xuân sẻ chia Tết yêu thương năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra của ngành công an, huy động tối đa lực lượng, thành lập các tổ gia quân thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương chú ý tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai. Trong đó tập trung kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm nóng phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các hành vi chủ yếu được Công an tập trung kiểm tra như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn đường, chở quá tải trọng, hành khách, hàng hóa. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tổ chức điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố kẹt xe, tai nạn, không để phát sinh kẹt xe kéo dài, tập trung vào các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Nhằm giúp sinh viên mới tốt nghiệp tìm được việc làm, mới đây, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sona Desi đã tổ chức Ngày hội Việc làm Sona Desi College 2024. Theo đó, có khoảng 21 doanh nghiệp và khoảng 500 học sinh sinh viên của nhiều trường cao đẳng đại học trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia ngày hội việc làm này. Thông qua ngày hội, học sinh sinh viên và người lao động trên địa bàn thành phố Biên Hòa có cơ hội tiếp cận, tìm kiếm công việc phù hợp với kiến thức chuyên môn và năng lực của mình. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sona Desi mong muốn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và giúp các bạn sinh viên hiện đang theo học tại đây hiểu rõ hơn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Tại ngày hội, các chuyên gia, nhà tuyển dụng đã giúp các bạn học sinh sinh viên bổ sung các kỹ năng như viết CV và trả lời phỏng vấn, qua đó tăng cơ hội nắm bắt được công việc phù hợp. Nằm trong con hẻm nhỏ của chợ Kỷ Niệm, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, có một quán bánh xèo đã luôn đỏ lửa hơn 30 năm qua. Quán cũ, bình dân như là một minh chứng của thời gian. Hàng ngày dì Ba, tên thật là Huỳnh Thị Nga, mở bán từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối. Từ lúc mở bán đến lúc đóng cửa, dường như dì Ba không lúc nào được ngơi tay. Hồi mới bắt đầu tôi bán rồi có 300 đồng. 300 đồng tiền hồi xưa đó, 300 đồng rồi riết tới 400, 500, tới 700 ngàn. Riết rồi tới vật giá leo thang, riết tới 6 ngàn, 7 ngàn. Tôi lên chút chút và bây giờ tới 15 ngàn. Cô cũng không có quảng cáo, mà cô cũng không có YouTube gì á, YouTube cái gì đó, cô không có vô. Vô rồi lấy tiền cực lắm, cô không có vô. Cô bán ai tới ăn thì trả tiền, chứ cô không có... Còn ai mà biết á, thì xin số điện thoại của mấy đứa này nè, cô đem tới nhà cho. Rồi hả xa thì cô nhờ mấy chú xe ôm á. Ý là bình thường hết.
không quảng cáo. Ấy vậy mà quán luôn chật kín người ăn, nhất là cuối tuần gần như không có chỗ ngồi. Ngoài khách ăn tại chỗ thì rất đông người mua mang về. Dân Sánh Ăn ở Biên Hòa cho rằng có rất ít chỗ nào bán bánh xèo ngon bằng bánh xèo của dì Ba ở chợ Kỷ Niệm. Ngoài bánh ngon thì được chủ quán cho nhiều rau ăn kèm, lại sạch sẽ thì khách nào cũng mê. Thích ăn kiểu lên lề đường vậy nè. Mình ăn này chắc cũng không nhớ mà chắc cũng lâu lắm rồi. Cứ thứ nào mà ngán cơm mình đi ra mình đem ăn. Nó sạch sẽ, thấy cô để mà còn cái rổ rau với một thao rau to vậy mình thấy cũng cô rửa sạch sẽ. Tại cũng quen khách mới. Để bánh xèo ngon, dì Ba làm bằng bột gạo xay nhuyễn, thêm chút bột cà ri để lên màu vàng đẹp mắt, thêm tôm, thịt giá và chút mỡ heo rồi chiên giòn. Mỡ heo sẽ giúp bánh thơm ngon hơn, nhưng dì Ba chỉ cho một chút để bánh không bị khét và khô ráo, không bị nhúng nhiều dầu mỡ. Cuốn thêm rau sống đủ loại, nào là cải cây, lá lốt hay rau diếp cá, rồi chấm với nước mắm chua ngọt vừa vị là ngon hết sảy. Do vậy, nhiều thực khách rất thích và quay lại ăn mỗi khi có dịp.